Tại quảng trường nhà hát thành phố Hải Phòng, Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp với Hiệp hội Văn hóa Nhật Bản Wanokai và Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế tổ chức lễ khai mạc hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản và triển lãm hoa anh đào. Sự kiện năm nay có sự tham dự lần đầu của nữ hoàng hoa anh đào và công chúa hoa anh đào tới từ Nhật Bản, cùng với 7.000 cành hoa được chuyển trực tiếp từ Nhật Bản sang. Cùng với đó là các hoạt động giao lưu văn hóa diễn ra sôi động với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc của các nghệ sĩ, diễn viên đến từ đất nước mặt trời mọc và các đoàn nghệ thuật thành phố Cảng, làm tô đậm thêm tình hữu nghị, nét đẹp văn hóa đất nước, con người Việt Nam, Nhật Bản.